Nếu chúng ta nhìn vào trong tờ chương trình và nhìn vào trong giảng bài, chúng ta sẽ thấy chúng ta đang sống trong sự dạy dỗ để trung thành với truyền thống đức tin. Chúng ta sống cho phúc âm trong quyền năng và bình an của Chúa, và chúng ta sống trung tín trong hành vi trách nhiệm và liên kết cộng đồng hội thánh. Những câu đó nó nghe không có hấp dẫn, cái chỗ nó khô khan, nó có vẻ chỉ là truyền đạt thông tin, nó không có như câu thơ gì đụng tới lòng của mỗi người, làm cho mình rung động. Nhưng mà nó nói một cách chính xác là những điều mà mình đang đeo đuổi trong lời của Chúa. Nhưng mà hôm nay tôi muốn bắt đầu với cái câu mà chúng ta có trong đề tài, đó là trung thành với truyền thống đức tin. Cái chữ truyền thống đức tin là cái chữ tradition hay là chữ truyền thống được ban cho, được dạy dỗ. Sứ đồ Phaolô dùng những chữ này ở trong câu số 15, đoạn số 2: Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ chúng tôi. Tức là đây là một cái hệ thống của tất cả những lãnh đạo về Chúa Giêsu, sự hệ thống về sự mặc khải của Chúa trong lẽ thật mà Ngài muốn ban cho mỗi chúng ta trong lời của Chúa. Và đây là những điều chúng ta được nhận lãnh vì sự dạy dỗ mà chúng ta đã nhận, đã truyền cho chúng ta trong cộng đồng hội thánh. Rồi đây cũng là cái căn bản mà khi ông nói một số ăn ở bậy bạ, không có đi theo cái sự dạy dỗ mà chúng ta đã được nhận lãnh từ từ nơi lời của Chúa. Cho nên cái điều dạy dỗ là điều mà chúng ta muốn nhận biết, là đây là không phải là những điều mà chúng ta học từ kinh nghiệm của con người, nhưng là sự mặc khải của Chúa, mà trọng tâm về Chúa Giêsu, trọng tâm về chương trình đời đời của Chúa, trọng tâm về sự vinh hiển của Ngài bây giờ và tới mãi mãi, và nó trở thành mục đích của chúng ta và sự sống của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể nói rằng định nghĩa của mỗi người chúng ta là người tin Chúa, là người sống trong sự dạy dỗ của lời Chúa, sống trong cái truyền thống đức tin mà chúng ta đã được nhận. Không ai ở trong đức tin mà không đi theo sự dạy dỗ này. Và cái sự dạy dỗ này là về Chúa Giêsu, cho nên nó như là một cái nền tảng mà chúng ta xây dựng tất cả mọi điều trong đời sống của mình ở bên trên. Cuối cùng, những gì xây trên nền tảng của Chúa Giêsu, trên cái sự dạy dỗ này, trên cái căn bản này, mà còn lại, vì là vàng, bạc, bửu thạch, những điều mà còn lại đời đời, thay vì rơm rác hay là cỏ khô rơm rạ, thì chúng ta có thể phân biệt được những sự dạy dỗ này. Nó là căn bản và nó là điều mà chúng ta sử dụng để học hỏi thêm lên. Thành thử khi chúng ta đến với lời của Chúa, thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng có những người mà đang sống mà không có ràng buộc mình vào trong sự dạy dỗ của lời Chúa, sống như là một người độc lập, sống không có, không phải là không quan tâm, nhưng mà không có đặt để cái thứ tự ưu tiên đúng trong cái sự dạy dỗ, trong cái truyền thống đức tin mà Chúa muốn đặt để cho chúng ta. Và ở nơi đó ông nói rằng với những người không biết tu đức hạnh và không bước theo cái điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh, thì chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em đó, phải đem họ ra khỏi cái cộng đồng của sự thông công. Thành thử đây là một điều hết sức là quan trọng mà chúng ta muốn chú ý tới, để đặt để rằng chúng ta là những người của lời dạy dỗ, chúng ta sống trên lời dạy dỗ, và chúng ta định nghĩa cuộc đời của mình, mục đích của mình và giá trị của cuộc đời của mình cuối cùng trên truyền thống đức tin, những gì Chúa ban cho trong khi chúng ta được dạy dỗ trong lời của Chúa. Chúng ta đến với Chúa để nhận sự dạy dỗ ngày hôm nay trong đức tin và trong sự hiểu biết rằng đây là những điều sẽ gây dựng chúng ta và những điều sẽ đo lường chúng ta. Lạy Chúa, chúng con được dạy dỗ trong ân điển Chúa. Chúng con được dạy dỗ bởi thần quyền Chúa. Chúng con được dạy dỗ bởi sự mặc khải Chúa trong lời Kinh Thánh. Và đây là sự sống của chúng con, lẽ sống của chúng con. Đây là hướng đi của chúng con, mục đích của chúng con.
Và đây là quyền năng của Chúa làm việc trong chúng con. Xin Chúa cho chúng con gặp gỡ Chúa Giêsu là đấng được bày tỏ trong truyền thống đức tin, trong mọi sự dạy dỗ, để chúng con nhận biết Ngài, yêu mến Ngài và sống cho Ngài. Xin Chúa soi sáng chúng con trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, cho lòng chúng con tiếp nhận và làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng lòng cầu nguyện như Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã nói về cái ưu tiên của sự cầu nguyện khi chúng ta đối diện với truyền thống đức tin, khi chúng ta bước vào trong sự sống thì của đức tin thì sư đồ Phaolô nói là để chúng ta nhận biết cái công việc mà Chúa giao phó chúng ta, khi Chúa ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành trong Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta được yên ủi và chúng ta được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Đó là cái tổng quát về đời sống chúng ta khi phục vụ Chúa, sống trong Chúa, thì là sống trong mọi việc lành và mọi lời nói lành. Thì để mà có thể sống như vậy thì nghĩa là lời nói lành của chúng ta và việc lành của chúng ta là để cho tin lành của Chúa, phúc âm của Chúa được qua chúng ta đến với những người khác, và cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh. Thành thử ông nói như vậy thì anh em hãy cầu nguyện, để cầu nguyện cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh. Nghĩa là những người sống trong cái sự truyền thống của đức tin là những người sống tích cực với đạo Chúa, tích cực với phúc âm của Chúa, để Chúa sử dụng mình trong công việc. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ sống bình thường, không có ở dưới cái sự dạy dỗ của đạo Chúa, không ở trong truyền thống của đức tin, thì chúng ta muốn sống kiểu gì chúng ta sống. Mình muốn bữa nay làm này, ngày mai làm kia, chúng ta muốn sử dụng tiền bạc thì giờ của mình, hay là theo, nghĩa là không làm gì sai bậy, không làm gì để phải ra tòa, phải ở tù thì mình bình an. Nhưng mà nó không có sống để mà đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đặt để mình ở dưới sự dạy dỗ của lời Chúa và sống như những người có truyền thống đức tin, thì chúng ta sống khác và chúng ta đo lường cuộc đời của mình khác. Và chúng ta sống cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh. Chúng ta nói được đồn ra là được chạy nhanh, không bị ngưng động, không bị chậm trễ, không bị giới hạn. Và được sáng danh là được yêu, được trân quý, được chấp nhận và được vâng phục. Thì ông nói tiếp là chúng ta khi cầu nguyện điều đó thì biết rằng chúng ta sống trong một cái môi trường của thế giới với nhiều sự chống nghịch, tại vì không phải ai cũng có đức tin. Có những kẻ vô lý và người ác, tức là những người sống theo giá trị sống của riêng họ. Họ không có đầu phục lời dạy dỗ của Chúa và không sống trong đức tin. Nhưng mà đối diện với những điều đó thì chúng ta có một chỗ an bình và một chỗ chắc chắn, đó là Chúa là đấng thành tín và Chúa sẽ bảo vệ và Chúa sẽ thêm sức làm cho chúng ta được bền vững và giữ chúng ta khỏi cái sự tấn công của ma quỷ, khỏi ác giả. Và ở đây ông nhắc thêm là tôi tin chắc rằng khi anh em là những người biết điều này, anh em đã được là những người dạy dỗ, thì anh em là những người đang sống trong sự dạy dỗ đó và tiếp tục sẽ sống trong sự dạy dỗ đó. Nghĩa là đời sống của chúng ta được định nghĩa trong sự dạy dỗ của lời Chúa, của truyền thống đức tin, thì chúng ta sẽ thấy được cái bông trái của đời sống mình, sẽ tiếp tục bày tỏ cái sự thực hữu của những điều này thường xuyên. Và khi chúng ta đi trong sự vâng phục này thì Chúa sẽ dẫn chúng ta, Chúa sẽ soi dẫn lòng chúng ta đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Nghĩa là sẽ đem chúng ta vào trong kinh nghiệm sâu xa, giàu có trong cái, trong cái truyền thống đức tin, trong lời dạy dỗ để biết Chúa càng thêm, để gần gũi Chúa, để sâu nhiệm trong Chúa. Và chúng ta sẽ là những người yêu mến Chúa trong lời dạy dỗ, trong lời mặc khải mà Chúa ban cho. Và chúng ta sẽ sống trong cái mục đích của Chúa để đi qua sự nhịn nhục của Chính Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta sẽ giống Chúa trong sự chịu khổ, chịu nhịn nhục cho tin lành của Chúa, cho mục đích của Chúa. Đời sống của chúng ta trên thế giới này trong những ngày tháng này không phải chỉ là để cho khỏe mạnh rồi
sống bình an, rồi hưởng thụ về già, rồi tối nằm ngủ, rồi qua đời vậy Chúa không có đau ốm gì. Chúng ta mong đợi những điều đó, nhưng mà người không biết Chúa họ cũng mong đợi những điều đó thôi. Họ cũng định nghĩa đời sống tốt lành là như vậy. Chúng ta định nghĩa đời sống tốt lành là đạo Chúa được đồn ra, được sáng danh vì chúng ta, và chúng ta được đem vào trong chỗ bền vững với Chúa để biết Chúa càng thêm, yêu mến Chúa càng hơn, và tham dự dự phần ở trong sự khổ nạn của Chúa vì tin lành của Chúa, sự nhịn nhục của Đấng Christ. Thì ông nói tới điều đó, thì ông nói nhưng mà có những người như trong hội thánh tại Thessalonica thì vì không giữ vững cái sự dạy dỗ này cho nên bị lung lay, bị lay động, và họ tới một cái kết luận hay là một cái lối sống mà nó độc lập với lại sự dạy dỗ của lời Chúa. Thì mới đầu thì là những người bị lay động. Anh em xin chớ về, ông nói về những người này trong đoạn 2, ông nói: hỡi anh em xin chớ vội bối rối và kinh hoảng bởi thần cảm giả mạo, bởi những lời nói hay là bởi đức thơ nào tự nhiên chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Họ quan tâm tới vấn đề đức tin, họ quan tâm tới được lên thiên đàng, họ quan tâm tới sự cứu rỗi, cho nên họ rất là mong mỏi và rất là lo lắng khi những điều này không như ước muốn. Cho nên họ thấy bị bắt bớ thì họ nghĩ rằng như vậy là cái ngày Chúa tới rồi mà mình là bị bỏ lại, cho nên bây giờ phải làm hết sức làm sao để được lên thiên đàng. Thì sứ đồ Phaolô nói là đừng có vội bối rối, có những chuyện cần phải xảy ra trước. Thì khi họ thấy những điều đó thì họ nói như vậy thì mình phải biết là ngày Chúa gần tới rồi, thì bây giờ sống làm sao cho thích hợp và xứng đáng với ngày đó. Thì nói như vậy thì không cần đi làm, không cần lo mấy chuyện bình thường mà ai cũng lo. Tôi bây giờ bỏ thời giờ ra để đi làm chứng, bỏ thời giờ ra để đi truyền giảng, để bày tỏ về Chúa. Và họ đi để nói chuyện người này người kia. Đoạn câu số 11: chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng trở trăm những sự vô ích thôi. Tức là bây giờ họ đi và nói chuyện vô ích. Sứ đồ Phaolô nói là bây giờ họ sống với một cái giá trị độc lập, dầu là nó có cái âm hưởng của sự hầu việc Chúa, của cái công việc có vẻ như là thiêng liêng, nhưng mà nó là cái sự bày tỏ của một cái sự không kỷ luật. Cho nên ông dùng cái chữ bậy bạ đó, ăn ở mà không có cái kỷ luật của lời Chúa. Muốn gì thì làm, muốn tin gì thì tin, muốn quyết định sao thì làm. Và ông nói đây là cái chỗ mà chúng ta phải rõ ràng là những người với hành vi mất trật tự ở ngoài sự dạy dỗ của đức tin, thì anh em phải lánh những người đó, và anh em phải để riêng họ ra, chớ giao thông với họ, hầu cho nhân đó bị xấu hổ, và coi người đó đừng coi người đó như người thù, nhưng phải kỷ luật để răn bảo họ trở lại cùng với lời dạy dỗ của Chúa. Cho nên ông dùng chữ rất mạnh: chúng tôi ra lệnh. Ở đây thì mình nói là chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình. Chúng tôi ra lệnh, và chúng tôi ra lệnh trong danh của Chúa Giêsu Christ, vì đây là vấn đề cần giải quyết. Mới đầu thì cái sự sai trật nó đến từ sự học hỏi sai trật, nghe theo đạo lạc, nghe người dạy sai ngoài truyền thống của đức tin. Nhưng mà họ vẫn khăng khăng là đây là cách mà họ muốn sống, đây là cái quyết định của họ. Giống như là mình muốn tin sao mình tin, mình nói thì ông mục sư ông giảng cái điều đó, ông giải nghĩa kinh thánh như vậy, tôi giải nghĩa kiểu này, thì tôi đi con đường này, tôi nghe sách này đọc thì tôi thấy hay, tôi làm theo. Tôi không có luật lệ gì về truyền thống đức tin, tôi không có bị ràng buộc, tôi sẽ làm theo ý muốn của mình. Và những người đó là những người có ảnh hưởng rất nguy hiểm cho hội thánh. Và sứ đồ Phaolô nói là
lánh những người đó, biệt riêng họ ra để không còn giao thông với họ và ảnh hưởng của họ không còn trên, không còn trên trên, trên hội thánh nữa. Thành thử cái câu mà định nghĩa những người đó là sống một cuộc đời không theo truyền thống đức tin. Và chúng ta đã coi vấn đề này hết sức là quan trọng, và chúng ta sẽ học thêm về cái phương cách nào để có thể thay đổi và giải quyết những vấn đề liên hệ đến cái thái độ thiếu kỷ luật ở trong đức tin và độc lập ở trong sự thi hành ý muốn của mình mà không theo sự dạy dỗ. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là những người sống ở ngoài kỷ luật của đức tin thì làm hư hại sự hiệp một của hội thánh và làm cho lời chính của hội thánh bị mất giá trị. Thành thử đây là những người mà gọi là busybody trong câu số 11, trở chăm những sự vô ích, những người mà chạy lung tung làm nhiều chuyện mà theo ý mình, chuyện họ nghĩ là thiêng liêng cho nên họ làm, họ đi chỗ này chỗ kia nói những chuyện này chuyện nọ, đi nhóm chỗ này chỗ kia hay là chia sẻ chuyện này chuyện nọ, nhưng mà họ quên rằng đây là điều mà lời Chúa nói trong Tê-xô-ni-ca đoạn 4 câu 11, thì anh em phải ráng tập ăn cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm luận như chúng tôi đã tự dặn anh em, hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Anh em sống ở trong cái kỷ luật của đức tin, anh em sống trong truyền thống của sự dạy dỗ Chúa, và anh em không đi ra ngoài cái phạm vi đó, hầu cho cái ảnh hưởng của chúng ta với người ngoài được rõ ràng và chính chúng ta không có bị sai trật. Và khi những người mà không sống đúng theo cái sự dạy dỗ của Chúa thì ông đã gặp gỡ họ trong cái sự ràng buộc. Câu trong Roma đoạn 16 thì ông cũng nhắc lại cái điều mà ông đang nói bây giờ. Tức là anh em tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng của họ và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành làm kẻ thật thà. Chúng ta nghe lại về những người này. Ở đây là những người họ nói là sống trong đức tin nhưng mà trở nên những kẻ gây bè đảng và làm gương xấu. Vì sao? Vì họ nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Họ không đầu phục cái sự dạy dỗ của lời Chúa. Về những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng của họ. Họ làm như là đi hầu việc Chúa, nhưng mà thiệt ra là họ đi theo cái đường riêng của họ và lấy những lời ngọt ngào vui nịnh dỗ dành lòng cái thật thà. Rồi trong tiết đoạn 3 thì Sư Đồ Phaolô nhắc lại một lần nữa với những người này, đó là sau khi mình đã khuyên bảo kẻ đi theo tà giáo, nhưng mà cái câu đây là những kẻ thiếu kỷ luật trong đức tin, một hai lần rồi thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bồi nghịch mà cứ phạm tội, tự đoán phạt lấy mình. Ông nói là có những người mà mình nói không nghe, mà đem lời Chúa đến mà họ không nhận, thì để cho họ đi đường của họ, họ sẽ tự đoán phạt lấy mình. Thành thử ở đây chúng ta đối diện với một cái sự cảnh báo rất là khắc khe, mà chúng ta cũng ngạc nhiên về cái điều này. Đó là trên bề mặt thì thấy nó không có gì là lớn, một người hiểu kinh thánh sai trật thì làm việc, thì họ theo cái sự sai trật đó để họ cứ thi hành. Nhưng mà cái ảnh hưởng trên hội thánh với những người như vậy rất là nguy hiểm, cho nên Sư Đồ Phaolô nói rằng chúng ta phải để ý những người đó. Giống như trong câu số 14 là ông nói ví bằng có ai không tuân theo những lời chúng tôi nói trong thư này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho nhân đó biết xấu hổ. Phải ghi lấy, phải để ý, phải coi chừng. Và như vậy thì chúng ta phải mới bảo vệ cái sự hiệp một của hội thánh, lời chính của hội thánh và sự quan phòng của Chúa
sử dụng hội thánh cho mục đích của Chúa. Và khi Chúa sử dụng hội thánh thì luôn luôn sử dụng mỗi người ở trong sự với cái truyền thống đức tin, cái sự dạy dỗ mà Chúa ban cho. Thì bây giờ Sứ đồ Phaolô nói như vậy thì phải làm sao? Ông nói thì phải theo cái mẫu mực mà được bày tỏ ra. Ông nói sẽ thấy một cái mô hình mà ông đưa ra, một cái đời sống kỷ luật ở trong truyền thống đức tin, một mô hình làm việc chăm chỉ, một mô hình dấn thân, một mô hình sống kỷ luật theo lời Chúa dạy. Chúng ta thấy cái mô hình ở trong câu 7 cho tới câu số 9. Chúng ta sẽ học các chi tiết trong ngày hôm nay. Và cái mô hình này nó sẽ giúp cho chúng ta đo lường chính mình và đo lường những sự dạy dỗ mà Chúa muốn cho chúng ta thi hành. Câu số 7. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bày giữa anh em, chưa từng ăn riêng của ai, nhưng đêm ngày làm luận khó nhọc để khỏi lùi đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Và đó là cái mô hình mà ông đưa ra. Và chúng ta thấy cái vấn đề nó đơn giản, nhưng mà ở đây, ở đằng sau đó là cả một cái nguyên tắc rất là mạnh mẽ để chúng ta phải để ý mà sống. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi. Khi Sứ đồ Phaolô nói phải phân rẽ ra khỏi những người sống thiếu kỷ luật đức tin, sống không theo truyền thống đức tin, sống không theo sự dạy dỗ mà Chúa ban cho trong lời Chúa và trong sự giảng dạy của Hội Thánh, đúng chính xác theo lời của Ngài, thì ông nói về phần anh em thì phải để ý để bắt chước chúng tôi. Có con đường sẽ có mẫu mực mà anh em phải đi theo. Và ở đây ông nói về cái khía cạnh của sự làm việc, nhưng mà không phải chỉ là những người này lười biếng không làm việc mà thôi, nhưng mà cái nguyên tắc sống mà đeo đuổi. Thì chúng ta thấy ông đang chuyển tiếp từ câu số 6 vào trong câu số 7, số 9 này. Thì ông đang chuyển tiếp bằng cách từ cái điều mà ông ra lệnh, từ cái điều mà ông gọi là tôi khuyên anh em phải lánh, cái điều mà ông chỉ dạy, thì ông muốn tới một cái sự giải thích là tại sao phải làm như vậy, và cái nguyên tắc sống nào ở đằng sau đó, cái nguyên tắc đức tin nào để giúp chúng ta hiểu rằng đây là chuyện quan trọng. Thì cái vấn đề là cái ảnh hưởng của những người đi sai trật khỏi lời Chúa, không đi theo sự dạy dỗ mà anh em đã nhận được, thì Sứ đồ Phaolô nói phải thay đổi. Và khi thay đổi thì ông nói phải theo cái mẫu mực mà tôi đưa ra. Thành thử ông đang không giải thích thêm sâu xa, nhưng mà ông đưa ra cái thí dụ để chúng ta noi theo. Và khi cái thí dụ đó thì ông phân biệt rõ ràng ở trong câu số 7 tới câu số 9. Chúng ta có thể thấy được trong câu số 7 tới câu số 9 những ý chính mà ông đưa ra. Khi chúng ta học Kinh Thánh hay là khi chúng ta giảng dạy lời Chúa, thì chúng ta nói rằng giảng dạy cách chính xác, giảng dạy cách đúng theo định ý của tác giả. Thì mình hỏi sao biết chính xác, sao biết định ý tác giả? Bởi vì ông nào lên giải thích tụi đây cũng có lý hết, nghe gì cũng thấy cũng có phước, cũng học được nhiều điều. Thì sao biết cái nào chính xác, nào không chính xác? Thì mình nói cái vấn đề là khi Chúa mặc khải cho chúng ta trong Kinh Thánh, Chúa mặc khải ban cho chúng ta Kinh Thánh trong văn viết, it's a written text. Khi mà chúng ta muốn hiểu văn viết thì chúng ta phải hiểu theo cái luật của văn viết. Văn viết nó có văn phạm, nó có chủ từ, động từ, túc từ, nó có câu, có chữ, có cái luật văn phạm. Rồi chúng ta hiểu, khi chúng ta hiểu cái chữ, cái nghĩa, và cái nghĩa đó được hiểu trong cái nội dung của cái bối cảnh của những người độc giả trong thời đó, theo cái ý định, theo cái định ý mà tác giả muốn trình bày. Thành thử trước khi chúng ta muốn hỏi là ý nghĩa, cái này có ý nghĩa gì, thì chúng ta phải hiểu rằng cái này nó nói cái gì.
cái này nó nói cái gì, thì làm sao chúng ta biết cái câu này nói cái gì, thì chúng ta coi cái câu chính là cái câu nào, thì mình coi cái chủ từ chỗ nào, động từ chỗ nào, thì mình sẽ biết cái câu mà ông nói, cái câu chính là. Thật sự cái này cũng 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 đơn giản để mà làm, tại vì khi nó là văn viết thì nó có cái luật lệ của sự diễn đạt của văn viết. Chúa bảo đảm rằng tất cả những gì viết ra trong Kinh Thánh đều không sai, không có sự sai trật, được sự hà hơi của Chúa. Và nó không chỉ là văn viết thôi, nhưng mà nó là cái nó được ban cho, được trình bày trong văn viết. Nhưng khi chúng ta hiểu cái văn viết đó vào trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm công việc đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta nối kết được với lại cái định ý thiêng liêng mà Chúa muốn trình bày qua lời của Chúa. Nhưng mà điểm chúng ta muốn thiết lập đó là văn trực về đây, thì khi chúng ta đọc câu số 7, chính anh em biết mình phải làm để học, đều phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không ăn ở xá bày với anh em. Thì ở đây ông nói là anh em biết, you know, biết cái gì, biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi. Biết điều mình phải làm để học đòi, để bắt chước chúng tôi. Đó là cái điểm đầu tiên, đó là you know, là anh em biết điều mình phải làm, và cái mục đích của cái chuyện phải làm đó là để bắt chước, để làm theo chúng tôi. Và ở đây ông nói cái lý do để giải thích đó là vì chúng tôi không ở ăn ở xá bày với anh em, vì chúng tôi không ăn ở thiếu kỷ luật, hay là ăn ở không theo lời dạy dỗ của truyền thống đức tin. Nghĩa là vì chúng tôi sống trong truyền thống đức tin, chúng tôi không sống sai trật, thiếu kỷ luật như là những người mà chúng ta vừa nói xong ở trong câu số 6, là những người không biết tu đức hạnh mình, không bước theo những điều dạy dỗ mà anh em đã nhận nơi chúng tôi. Anh em biết là anh em những điều mình phải làm để làm theo những gì mà chúng tôi học đòi nơi chúng tôi, vì chúng tôi không giống những người đó, chúng tôi là những người sống theo sự dạy dỗ mà Chúa ban cho. Rồi ông nói trong câu số 8 là chúng tôi chưa từng ăn dưng của ai. Chúng ta bây giờ nghĩ chữ ăn dưng, nghĩa là ăn không, ăn lợi dụng, ăn không 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 trả tiền công, cũng không chú ý tới cái nguồn của sự ban cho đó. Chưa từng ăn dưng của ai, nhưng ngày đêm làm lụng khó nhọc. Ông nói chúng tôi chưa từng ăn dưng của ai, nhưng mà ngày đêm làm lụng khó nhọc. Và chúng tôi làm việc ngày và đêm, ở đây ngày đêm làm việc khó nhọc, để khỏi lụy đến người nào trong anh em hết. Nghĩa là để không có làm gánh nặng cho người nào trong anh em hết. Thì những cái câu này nó cũng đơn giản, nó rõ ràng, nó không có cái gì là khúc mắc. Rồi câu số 9 thì nói tiếp theo là chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nghĩa là chúng tôi có quyền lợi trong cái vấn đề được cung ứng cái nhu cầu của chúng tôi cách đúng mức, nhưng mà vì chúng tôi muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi không ăn dưng không phải vì chúng tôi không có quyền lợi, nhưng chúng tôi muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Thế là ông nói rằng chúng tôi có một cái mẫu mực, một cái gương, và anh em biết phải làm cái gì để theo gương chúng tôi. Và vì biết rằng chúng tôi sống trong sự dạy dỗ của truyền thống đức tin, của những điều mà Chúa đã mặc khải dạy dỗ trong lời Kinh Thánh. Và chúng tôi không có lợi dụng ăn dưng của ai, nhưng chúng tôi làm việc ngày và đêm để không trở thành gánh nặng cho bất cứ người nào. Không phải là vì chúng tôi không có cái quyền lợi để mà được hưởng cái sự trợ cấp, nhưng chúng tôi muốn trở thành cái gương để anh em noi theo. Thì đó là cái điều ông nói, và chúng ta muốn hiểu tại sao những điều này nó quan trọng. Thì trước hết là chúng ta theo cái câu là you know how you are to imitate us, anh em biết anh em phải làm điều gì để học đòi chúng tôi. Điểm đầu tiên mà sư đồ Phaolô muốn cho chúng ta thấy ở đây
Đó là trong sự liên hệ của ông đối với Hội Thánh tại Thessalonica. Ông nói là anh em biết điều gì? Anh em biết trong cái chữ biết này, ông dùng cái chữ là anh em biết theo cái kinh nghiệm mà anh em đã được có. Đây không phải là cái sự hiểu biết về lý thuyết mà thôi. Anh em biết trong cái kinh nghiệm, vì anh em sống với chúng tôi, vì chúng tôi sống với anh em. Và ông đưa ra một cái sự nối kết. Đó là họ biết những điều mà họ được dạy dỗ và họ được thấy được và chứng kiến được và đã sống động được với những người như là Sư Đồ Phaolô. Và ông nói là chính anh em, là you yourself. Không phải là anh em nghe lại của người khác, anh em chỉ nghe lại cái câu chuyện, nhưng mà anh em đã gặp gỡ chúng tôi, anh em sống với chúng tôi, anh em chứng kiến chúng tôi. Cái điều mà hiểu biết này là hiểu biết trực tiếp. Thành thử nó trở thành một cái đòi hỏi, một cái sự bắt buộc trên anh em. Cho nên ông dùng là chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi. Ông nói là chúng tôi sống một đời sống, và ông nói là chúng tôi sống để làm một cái gương cho anh em, một cái mẫu mực cho anh em, để anh em bắt chước. Và vì anh em biết, và anh em thấy, và anh em đã sống động, và thấy là đây là những điều chúng tôi sống đúng theo truyền thống đức tin, đúng theo điều dạy dỗ của Kinh Thánh, cho nên nó trở thành cái điều bắt buộc anh em phải làm theo. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ phải làm. You ought to. Ông đưa ra một cái sự ràng buộc mà nó tiếp tục, nó xảy ra. Đó là khi anh em đối diện với lại lời của Chúa và sự dạy dỗ, và anh em đối diện với những người sống động theo cái sự dạy dỗ đó, thì anh em phải theo. Anh em có cái bổn phận và có cái sự bắt buộc là anh em phải theo. Nghĩa là khi chúng ta đi trong, mình nói tóm tắt, nói cách đơn giản là khi chúng ta đi nhóm ở nhà thờ, chúng ta nghe giảng và chúng ta thấy anh chị em mình sống theo lẽ thật đó, sống theo cái sự giảng dạy đó, sự dạy dỗ đó, thì cái bổn phận của mình là phải sống như vậy, phải làm theo. Tại vì mình không thể nói là tôi không thích, tôi không nghe, tôi đứng riêng ra. Cái sự ràng buộc của lẽ thật nó ràng buộc tất cả mọi người. Cho nên cái sự ràng buộc trên đời sống của Phaolô mà ông đã làm để người khác học đòi theo, thì nó trở thành cái sự bắt buộc trên những người khác phải làm theo. Và ở đây ông nói là anh em không phải là thầy nghe tin đồn thôi. Anh em thấy, anh em đụng tới, anh em đã gặp gỡ. Và thành ra nó là một điều cần thiết. Nó thành ra một cái điều đòi hỏi là anh em cũng phải thay đổi để sống trong cái nguyên tắc của lời Chúa như vậy. Chúng ta thấy ở đây cái sự mạnh mẽ của một đời sống theo lời của Chúa và được có ảnh hưởng trên những người khác. Và chúng ta cũng thấy rằng cái sự ảnh hưởng trên người khác là vì chúng ta sống theo sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh. Nó không đến vì chúng ta nói giỏi, nói hay, chứ nó không đến vì chúng ta làm này làm kia, làm impress, làm người ta cảm động hay là người ta có ấn tượng. Khi chúng ta sống trong lời của Chúa và sống một cách chính xác với lời của Chúa, như Sư Đồ Phaolô nói, chúng tôi, anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi. Vì sao? Vì chúng tôi không ăn ở xá bậy gì mà anh em, chúng tôi ăn ở rất chính xác với lời Chúa. Cho nên anh em biết là anh em phải học đòi chúng tôi và anh em phải làm theo. Cái ảnh hưởng của chúng ta đến với tin lành của Chúa là khi chúng ta sống động tin lành đó một cách chính xác, theo lời Kinh Thánh. Mà nhớ là cái lời Kinh Thánh là lời giảng dạy chính xác, theo luật của sự, chứ không phải là mình muốn nghĩ sao mình nghĩ, ai nói gì hay thì mình theo. Mà mình thấy đó là cái kỷ luật của đức tin. Nếu mà ai nói gì hay mà mình theo, mà không như người Berea xem xét lại coi Kinh Thánh có nói như vậy không, có dạy dỗ như vậy không. Thì ở đây ông dùng cái chữ là học đòi. Cái chữ học đòi là cái chữ bắt chước, cái chữ nhái lại. Khi nhỏ thì tôi hay chọc bà dì, hễ bà làm gì tôi làm y như vậy, liên hồi bà nổi khùng, bà rượt,
nghĩa là mình nhái lại y chang, thì cái chữ mà ông dùng là chữ vậy, mimic. Đó là anh em thấy chúng tôi làm đúng thì anh em bắt chước làm y như vậy, và đó là cái bổn phận của anh em, và đó là cái sự đòi hỏi khi anh em học đòi. Thì trong Philip đoạn 3 câu 17 ông nhắc lại: hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Khi anh em thấy mẫu mực của sự vâng phục lời Chúa, anh em thấy mẫu mực của truyền thống đức tin được thi hành, thì anh em bắt chước và anh em sống theo mẫu mực mà anh em thấy. Rồi ông, cho nên ông không ngừng ngại để mà ông nói trong Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 16: vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Ông khi mình nói là hãy bắt chước tôi thì mình làm như là mình ngon lành, mình nói người khác bắt chước. Nhưng ông nói đây không phải là bắt chước tôi, đây là bắt chước cái chuyện chúng tôi làm theo lời Kinh Thánh, và chúng tôi không đi sai trật những điều mà dạy dỗ, chúng tôi không ăn ở sai bậy giữa anh em, chúng tôi thực hành những điều mà lời Chúa phán dạy. Khi ông nói chúng tôi chẳng ăn ở sai bậy, thì ông dùng một cái chữ định nghĩa là chúng tôi không là những người sai bậy. We were not idle, we were not out of order among you. Cái chữ là tôi không ở sai trật cái nguyên tắc. Và ông dùng cái này như là một cái trạng thái hiện hữu. Nghĩa là cái vấn đề đời sống của sứ đồ Phaolô theo sự dạy dỗ, nó không phải là chỉ là cái chuyện bên ngoài. Nó là cái bản chất bên trong, nó là cái con người của ông. Ông nghe lời Chúa thì lời Chúa nó trở thành cái sống động trong đời sống của ông, và ông sống theo lời đó. Ông nói chúng tôi là những người không sai bậy, là những người không đi sai trật, không có đi ra ngoài cái lẽ thật của sự dạy dỗ. Và nó trở thành cái ảnh hưởng mà nó xoáy chuyển hội thánh, và nó xoáy chuyển những người chung quanh. Tức là ông nói là cái đời sống của chúng tôi thích hợp với lại phúc âm của Chúa Giêsu, consistent in harmony with. Và ông nói và nó cái vấn đề xảy ra là among you, giữa vòng anh em. Chính anh em biết điều mình phải học hỏi chúng tôi, vì chúng tôi không ở sai bậy giữa anh em. Anh em chứng minh, anh em chứng kiến và anh em thấy đây là điều rõ ràng. Và ở đây khi ông nói điều này thì ông muốn hướng dẫn tới một cái điều, đó là cơ cấu làm việc, cái sự hy sinh, cái sự lao khổ cho tin lành của Chúa giữa vòng hội thánh. Ở trong Thessalonica nhất, thơ trước ông viết cho hội thánh, thì đoạn 2 câu 9 ông nói: hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em là cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Ông đang đưa ra cái thái độ và cái nguyên tắc sống về vấn đề lo toan về sự hỗ trợ, hay là cái sự công ăn việc làm, cái nhu cầu của đời sống hàng ngày. Và ông nói rằng anh em nhớ cái cách mà chúng tôi sống theo luật lệ của Chúa, theo sự dạy dỗ của lời Chúa, thì anh em nhớ rằng chúng tôi giảng tin lành cho anh em là cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để không khỏi lụy đến người nào ở trong anh em hết. Có nhiều vấn đề mà chúng ta cần thiết lập. Ở đây ông nói là một trong những điều mà cần thiết mà chúng ta phải hiểu, đó là cái thái độ đối với thứ tự ưu tiên của vấn đề sinh sống, và cái thái độ của cái sự sinh sống đó liên kết tới sự hầu việc Chúa, giảng tin lành. Thì ông đưa ra cái lời giải thích thêm, đó là câu số 8: chưa từng ăn dưng của ai. Ở đây nói là chưa từng ăn bánh của ai mà không trả tiền. Nó là một cái cách nói, đó là tôi chưa bao giờ lợi dụng ai để mà ăn không ngồi rồi. Khi mà nói tới ăn bánh thì giống như mình nói là
ăn cơm, ăn nghĩa là cái thức ăn của mình, cái chuyện bình thường, đây là chuyện sinh sống. Thì ông nói khi khi chúng tôi nói chuyện về vấn đề sinh sống hàng ngày thì chúng tôi không lợi dụng ai, không có trở thành gánh nặng cho ai, và chúng tôi kỷ luật để tự lo cho mình trong khi hầu việc Chúa và đem tin lành đến cho anh em. Thì anh em biết, anh em chứng kiến và anh em biết cái, trong cái kinh nghiệm đó là chúng tôi chưa từng ăn dinh qua, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Cái mục đích ở đây ông nói là cái mục đích là không làm lụy đến người nào trong anh em hết. Cái lý do để mà thi hành những điều này đó là không muốn trở thành cái gánh nặng cho hội thánh. Nhưng mà ở đây ông không có nói là cái vấn đề này là vấn đề cá nhân. Đây là một cái nguyên tắc mà ông nói là khi sống động trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa, có những cái quyết định nó đụng tới chuyện rất là thực tế trong đời sống của mình. Và trong cái chuyện thực tế đó, nó bày tỏ ra cái nguyên tắc sống cho Chúa và vì đạo Chúa. Trong Công vụ đoạn 20 câu 34 thì khi mà ông nói về cái phương cách này thì ông nói là chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và đồng bạn tôi. Ông tự lo cho mình và ông đứng trong cái sự kinh nghiệm này. Cho nên ông nói chúng tôi chưa từng ăn dinh của ai. Không có nghĩa là khi ông đi tới nhà thờ rồi tới bữa trưa ăn chung, ông móc tiền túi ra ông đưa, hay là ông được ai mời về nhà ăn cơm là ông trả tiền, không phải vậy. Mình sống như vậy là cũng thiếu tế nhị và gây nhiều khó khăn hơn. Nhưng mà cái ý ở đây là ông không có sống nương tùy thuộc nơi những người khác mà trở thành cái gánh nặng cho người khác. Và ông nói là đây là cái chỗ để mà bày tỏ tấm lòng cẩn trọng của ông đối với thứ tự ưu tiên của tin lành. Cái lý do chính yếu là ở đây anh nói rằng đã làm việc không lụy tới một người nào trong anh em hết, chẳng phải vì chúng tôi không có quyền lợi được ăn dinh, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Ông giải thích là trong cái công việc của ông làm thì ở đây cái việc làm của ông vừa làm vừa lo công việc Chúa, vừa gây dựng hội thánh, vừa đối diện với sự bắt bớ, vừa thì ông nói rằng cái labor này, cái sự làm việc này là làm việc đổ mồ hôi tới gần xỉu, cái chữ là the point of sweat and exhaustion. Và nghĩa là tới làm việc tới chỗ hết sức lực để mà làm, rồi ông nói làm ngày làm đêm. Tức là ông muốn nói tới là một cái trạng thái làm việc lâu lâu dài, nó đòi hỏi nhiều công sức, nó đòi hỏi nhiều cố gắng, đòi hỏi nhiều thì giờ, và nó là một cái gánh nặng mà tự mình phải khiêng, và mình không muốn cho trở thành một cái gánh nặng cho người khác. Thì ông đang nhắc nhở tới cái vấn đề là khi chúng ta sống trong đức tin dưới sự dạy dỗ này, chúng ta có công việc Chúa giao phó để mà chúng ta labor, chúng ta đổ công sức mình vào, đổ thời giờ mình vào. Nếu mà chúng ta chỉ tin Chúa để ngồi yên, lúc nào muốn làm thì làm, lúc nào muốn dự phần thì dự phần, thì tức là chúng ta chưa có hiểu cái bản chất của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong ân điển, nhưng Chúa cứu chúng ta để làm công việc đời đời mà Chúa đã sắm sẵn. Và khi chúng ta hiểu cái vấn đề công việc đời đời mà Chúa đã sắm sẵn thì chúng ta giao phó mình cho cái công việc đó, thi hành công việc đó. Và cái sự đòi hỏi của công việc đó là làm lụng khó nhọc, làm ngày lẫn đêm, làm nghĩa là Chúa sẽ thêm sức cho mình làm, nhưng mà nó không có cho phép mình tự do quyết định là khi nào làm, khi nào không, làm tới mức nào tùy mình. Giống như ông nói như vậy, đang ở bầy bạ, những người sống không có kỷ luật, không có thứ tự ưu tiên,
và ăn ở sái bậy, giống như những người không chịu làm việc, làm lụy đến người khác. Nhưng mà ở đây ông nói là đây là những người hiểu vấn đề. Như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58 rất là quen thuộc của chúng ta. Nhưng mà ông chỉ ra cái đời sống của người theo Chúa. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ông nói anh em hiểu một điều, đó là anh em phải vững vàng trong công việc Chúa giao phó. Anh em chớ cái rung động trong công việc mà Chúa giao phó. Thì nghĩa là đây là chuyện anh em phải nhất tâm để sống, và anh em dấn thân để sống, và làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì anh em biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ở đây nói lên một cái sự hiểu biết của đời sống người tín đồ, người tin Chúa. Đó là chúng ta được cứu để làm công việc Chúa, và chúng ta được cứu để làm công việc Chúa cách dư dật. Và chúng ta phải vững vàng, không có thay đổi trong cái thái độ sống đó, trong sự dấn thân đó. Không phải là làm chút lúc mình hứng, rồi mình làm hết hứng thì thôi. Để vui thì làm, hết vui thì thôi. Anh em vững vàng, chớ rung động, làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì sao? Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa là thành tín, Chúa sẽ không quên công việc của anh em. Nhưng mà anh em không sống trong sự dạy dỗ của đức tin, trong truyền thống của đức tin, mà lè phè, mà độc lập, mà muốn dự phần thì dự phần. Tại vì đây là công việc Chúa giao, Chúa đặt để. Thì Chúa Đạo Phô-lô nói là tôi sẽ thi hành mọi điều đó, nhưng mà tôi không muốn cho ai khác bị vấp phạm, không ai khác bị lụy đến, nghĩa là bị gánh vác thêm vì cớ chúng tôi. Rồi ông nói, nhưng mà không phải vì chúng tôi không có quyền, chẳng phải câu số 9, chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dân, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Ông nói là chúng tôi có quyền, có cái quyền lợi mà Chúa ban cho, là những người làm việc cho tin lành thì Chúa đặt để trong một cái hệ thống mà hội thánh con dân Chúa sẽ lo tưởng cho cái vấn đề sinh sống của những người lo tin lành đó. Và chúng ta sẽ học thêm điều đó trong lần tới. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể hiểu vấn đề cách đơn giản trong Cô-rinh-tô đoạn số 9 câu 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai lấy cớ khoe mình này đi. Ông nói là Chúa ban cho một cái quyền lợi cho những người giảng tin lành, sống cho tin lành, thì được nuôi dưỡng, được nuôi mình bởi đạo tin lành, nghĩa là được cộng đồng dân Chúa hỗ trợ, support. Nhưng mà ông nói là, nhưng mà chúng tôi chẳng muốn dùng quyền ấy lúc nào, và muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Và ông nói là chúng tôi offer ourselves, chúng tôi ban cho chính mình để làm một cái gương, để làm gương. Và cái gương đó là cái mẫu mực, cái chữ gương là cái chữ mẫu mực, cái chữ để mình theo đó, mình đồ theo một cái pattern, một cái form, một cái example, thì để cho anh em bắt chước. Và ở đây thì ông dùng cái hình ảnh là hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và thấy trong tôi thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em, trong Philip đoạn 4. Ông nói rằng điều mà chúng tôi làm thì chúng tôi làm để cho anh em bắt chước. Thì ở đây ông nói là cái sự mà anh em muốn bắt chước đó là anh em biết là mình có là những người có quyền lợi, thì không phải là những người sống cho quyền lợi đó, nhưng mà chúng ta sống cho một mục đích cao hơn, là mục đích trọn vẹn của tin lành Chúa, để tin lành Chúa được đồn ra nhanh chóng, được sáng danh, như trong câu số 1 mà ông nói, cầu nguyện cho chúng tôi hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thế trong anh em vậy. Ông đưa ra cái lý do là
cái lý do tại sao ông không có sử dụng cái quyền lợi mà được được giao phó. Tại vì ở đây cái quyền lợi này được thiết lập rất là rõ ràng. Để chúng ta, tôi hơi trễ giờ một chút nhưng mà để tôi đọc ở trong đoạn 9 của sách Cô-rinh-tô thì chúng ta sẽ thấy khi ông nói về điều này thì ông nói rằng ông hỏi kiển câu là tôi chẳng được tự do sao, tôi chẳng phải là sứ đồ sao, thì nói ông được tự do, ông là sứ đồ. Tôi há chẳng từng thấy Đức Giê-xu là Chúa chúng ta sao, ông đã thấy Chúa. Anh em há chẳng phải là công việc chúng tôi sao, chúng tôi là công việc của anh em. Ông nói nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nhất là sứ đồ của anh em, thì chính anh em là ấn tín của sứ đồ tôi trong Chúa. Rồi ông hỏi là chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Dĩ nhiên ông có quyền ăn uống, há không có phép tắt dắt người chị em làm vợ đi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng anh em, cùng các anh em Chúa và Sê-pha là đã làm hay sao? Nghĩa là những người lãnh đạo khác có vợ, có gia đình và được hỗ trợ. Thì ông nói bộ chúng tôi không có cái quyền là sao? Thì ông hỏi những câu đó để cho thấy rằng ông có quyền, ông có cái quyền lợi đó. Câu số 6, hay là chỉ một mình tôi với Barnaba không có phép được khỏi làm việc. Ông nói, vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Không ai hết. Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Không ai hết. Hay có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa để nuôi mình? Không ai hết. Nghĩa là ông nói có những chuyện dĩ nhiên nó xảy ra, dĩ nhiên nó có. Đó là những người làm việc thì được xứng đáng với tiền công. Những người đi đánh giặc thì không ai lấy lương của mình, lấy lương nhà mà đi đánh giặc. Người lính có được trả lương. Ông nói luật pháp há chẳng phải nói như vậy sao? Vì có chép trong luật pháp Môi-se rằng ngươi chớ khép miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Ngài nói câu đó là về chúng ta phải không? Ông nói tất cả những điều đó rõ ràng. Đấy là về chúng ta, mà có chấp rằng ai cày ruộng phải trông cày mà cày, ai đạp lúa phải trông cày mình sẽ có phần mà đạp lúa. Thì ông nói tiếp rằng câu số 13, anh em há biết điều ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Ông nói đây là chuyện dĩ nhiên. Vì sao? Vì Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Ông nói tôi có cái quyền, tôi có cái quyền lợi mà Chúa ban cho. Nhưng ông nói rằng về phần tôi chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại. Vì tôi thà là chết còn hơn chịu cắt lấy cớ khoe mình này đi. Ông nói tôi có một cái bổn phận, và tôi có một cái trách nhiệm. Đó là tôi muốn không có bị mất đi cái quyền tự do để làm ảnh hưởng cách rõ ràng về tin lành của Chúa. Thành thử ở đây là ông nói như vậy, đó là cái lý do tại sao mà ông muốn sống ở trong cái đạo Chúa cách rõ ràng để làm gương cho các thánh đồ. Anh em, chúng tôi khuyên anh em phải lánh những người không biết tu đức hạnh mình và không bước theo những điều dạy dỗ. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không sống sai trật như vậy, nhưng rõ ràng là để lại cho anh em một cái gương để anh em noi theo và anh em bắt chước. Ở đây chỉ cho chúng ta mấy điều. Thứ nhất là về những người ở trong hội thánh, ở trong những người lãnh đạo như là mục sư, những người giảng tin lành, những người có cái quyền lợi được ban cho. Thì phải hiểu một điều, đó là cái quyền lợi này được ban cho nhưng mà nó ở dưới cái thứ tự ưu tiên của tin lành của Chúa. They are subordinate to the gospel and the well-being of the church. Có khi mình đòi hỏi cái quyền lợi mà nó không đúng trong cái thời điểm, hay là nó không đúng theo cái khả năng, hay là không đúng theo cái hoàn cảnh. Thành thử ông nói với Thánh Philip, ông nói tôi rất vui mừng trong Chúa vì anh em lo tưởng về tôi. Anh em vẫn tưởng điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng tôi, vì tôi đã tập thể gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết dư dật trong mọi sự mọi nơi, tôi đã tập cả
hầu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Ông nói về phần tôi thì tôi đã được huấn luyện và tôi tập thành. Đó là tôi sẽ sống trong cái môi trường không đòi hỏi cái quyền lợi của mình, nhưng sống trong mọi nơi, mọi chuyện theo hoàn cảnh của Chúa và sẽ tùy thuộc nơi Chúa. Thì đó là cái thái độ và đó là cái phương cách mà ông đang thiết lập ở đây. Và ông và chúng ta hiểu rằng đó là cái mẫu mực hay là cái gương mà ông muốn cho cái thái độ mà cho chúng ta thấy để sống làm theo. Còn về phần của hội thánh thì rõ ràng là Kinh Thánh dạy là những người nhận được cái sự ban cho về phần thuộc linh thì có bốn phần để lo tưởng cho người dạy dỗ mình trong phần thuộc linh, về phần thuộc thể. Trong Galatia đoạn số 6, những người mà được dạy lời Chúa thì phải chia sẻ những cái cần dùng với người dạy dỗ mình. Điều mà sứ đồ Phaolô nói ở đây đó là cái sự dạy dỗ này: anh em bắt chước tôi vì chúng tôi bắt chước Chúa, và lấy sự vui vẻ của Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó, để nói anh em trở nên gương tốt trở thể tín đồ. Ông nói về hội thánh ở trong câu trong đoạn một của thứ nhất. Rồi ông nói tới thêm là trong đoạn 20 của sách Công Vụ, ông nói: chính anh em biết hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày tỏ luôn cho anh em phải chịu khó làm việc như vậy, nghĩa là phải chịu khó làm việc trong cái phương cách này để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại chính Chúa Jesus Christ có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Cái mô hình ở đây, cái mô hình mà ông muốn đưa ra đây, đó là cái mô hình của những người được dạy dỗ trong đạo Chúa với cái thứ tự ưu tiên của hội thánh Chúa, thứ tự ưu tiên của Tin Lành Chúa. Không phải là ở trong chỗ là mình không có nhận những gì mà quyền lợi mà Chúa ban cho, nhưng mình khôn ngoan trong cái thứ tự ưu tiên đó, sự sử dụng đó. Với người lãnh đạo thì luôn luôn phải làm gương cho các thánh đồ, như là ông nói với lại Timôthê trong đoạn 4 câu 12: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin, tin sạch mà làm gương cho các thánh đồ. Sự làm gương này nó làm gương trong cái từ trong thái độ đến quyết định, đến từ bên trong ra đến bên ngoài. Đây là cái bổn phận và đây là cái ảnh hưởng mà những người mà Chúa đặt để trong cương vị lãnh đạo thi hành để giúp cho đỡ cho hội thánh, để làm gương để anh em bắt chước. Thì sứ đồ Phaolô nói điều đó, và sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói trong đoạn 5: hãy chăng bày Đức Chúa Trời giao phó cho anh em làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn. Ở đây lợi dơ bẩn là về tiền bạc đó, không phải vì tiền bạc, hay là về cái quyền lợi, rằng là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chỉ cho anh em xong làm gương tốt cho cả bầy. Ở đây nó làm gương tốt, làm gương cho các thánh đồ, làm gương tốt cho cả bầy, là rõ ràng cái con đường của sự sống theo sự dạy dỗ của truyền thống đức tin, cái mô hình để ảnh hưởng trên hội thánh và ảnh hưởng đến công việc Chúa. Còn về phần của những người nhận lấy cái mô hình này thì phải làm theo. Sư đồ Phaolô nói: hãy anh em hãy bắt chước tôi, xem những cái ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Ông trở lại, ông nói là khi anh em thấy cái công việc, anh em thấy những bước theo sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh, không ăn ở sai bậy, thì nó trở thành cái sự bắt buộc. Anh em biết điều mình phải làm, anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi. Anh em thấy được cái sự sống động của lời Chúa trong những người mà Chúa đặt để, thì anh em phải làm theo. Anh em đặt mình trong cái cương vị đó để làm theo. Tuần tới chúng ta sẽ nói thêm về cái mô hình này trong cái sự lãnh đạo của hội thánh.
vấn đề hỗ trợ những người hầu việc Chúa và cái phương cách để chúng ta thi hành cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho. Hôm nay tôi muốn ngừng lại ở cái chỗ là chúng ta biết mình phải làm những gì vì chúng ta đã được dạy dỗ trong lời Chúa, và chúng ta có những người trong hội thánh, anh chị em sống động trong đức tin, không có ăn ở bậy bạ, không ăn ở sái bậy, nhưng không đặt cái vấn đề quyền lợi là vấn đề quan trọng, nhưng là để có ảnh hưởng trên hội thánh, làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Thì câu mà chúng ta muốn trả lời đó là những gì chúng ta thấy chúng ta làm theo, những gì mô hình mà Chúa đưa ra trong trong đức tin, trong truyền thống đức tin, chúng ta học đòi để trở thành giống Chúa hơn, để trở thành ảnh hưởng cho đạo Chúa được đồn ra, được sáng danh. Như thế trong anh em vậy, như thế trong cơ hội mà Chúa dành cho mọi người. Nếu chúng ta coi như không quan tâm hay là không quan tâm đủ thì chúng ta cẩn thận, tại vì dễ dàng để chúng ta trở thành những người làm theo ý riêng của mình, theo cái sự quyết định riêng của mình mà không trên cái căn bản của sự dạy dỗ của lời Chúa. Thành thử chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh của mình, những người đi con đường riêng độc lập làm theo ý riêng mình. Thì ví có ai không tuân theo lời chúng tôi trong thư này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Có những sự thay đổi cần thiết mà chúng ta cần phải làm, nhưng mà điểm quan trọng là chúng ta thấy mô hình của đức tin trong sứ đồ Phaolô, trong cái hình ảnh mà Chúa đưa ra ở đây, trong cái nguyên tắc này, thì chúng ta làm theo, làm việc theo lời của Chúa bày tỏ để đạo Chúa được sáng danh và được đồn ra và công việc Chúa được thi hành. Thì chúng ta sẽ là những người được dự phần trong cái sự thay đổi cho chính mình từ bên trong, và hội thánh cũng sẽ được thay đổi để thi hành công việc của Chúa giao phó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để trong một cái cộng đồng có sinh hoạt mà không có quyền năng, có thấy làm bên ngoài thì thấy đúng, nhưng mà ở bên trong thì nó không có cái sự nối kết rõ ràng. Vì ở đây là những người học đòi theo mô hình của Kinh Thánh dạy dỗ. Và khi chúng ta thấy mô hình đó thì chúng ta bắt buộc anh em biết điều phải làm để làm theo, trở thành giống Chúa hơn. Lạy Chúa, cho chúng con có thái độ vâng phục, có thái độ làm theo, có sự kỷ luật trong truyền thống đức tin của những người được dạy dỗ, những người đã được Chúa ban cho cơ hội để sống đúng theo lời Ngài. Chúng con khuyến khích nhau để sống trong đức tin. Chúng con theo mô hình của Chúa qua sự bày tỏ của nguyên tắc của Kinh Thánh, để chúng con được dự phần trong cái sống trong kỷ luật của những người được giao phó trách nhiệm cho tin lành của Chúa và cho công việc đời đời mục đích của Ngài. Chúng con không có theo ý riêng, không theo sở thích riêng, không theo thì giờ riêng, không theo thời khóa biểu riêng, nhưng chúng con sống trọn vẹn cho Chúa và cho tin lành của Ngài, cho mục đích của Chúa Giêsu được vinh hiển bây giờ và mãi mãi. Chúa ở với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.